What are you doing here? Teaching English, so they tiếng Anh. Uh-huh. What do you do here? Oh, yeah, watching you. Excuse me, you single or married? Today, I am not married. Okay, I'll say, you're single. I have a good introduce. You know what, if you're single, I gotta introduce you to somebody. Sao? No. Có thể. Facebook luôn, cho Facebook luôn. I give you the Facebook. Không. He's famous. His name is Anh Đức. Oh. Ôi không. Xin mời thí sinh Xuân Huy. Luôn trong tư thế cười há mồm làm cho tất cả giành lại. Dạ, em xin chào anh Trường Giang, anh Trấn Thành và anh Ngô Kiến Huy và toàn thể quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Xuân Huy, 22 tuổi, là sinh viên của trường Đại học Ngoại ngữ Tin học Thành phố Hồ Chí Minh. Còn Cặn là bạn của em, chúng giới thiệu chung. Em xin chào anh Trấn Thành, anh Trường Giang, em tên là Dung và em đến từ Đại học Ngoại thương ạ. Xinh đẹp quá, hai đứa tươi rói. Hôm nay tụi em sẽ trình diễn gì đây? Dạ, hôm nay cũng chuẩn bị một vài tiểu phẩm thôi. Nhưng mà để mà ra và giao lưu cho nó vui tí thì em có một cái món quà em muốn gửi cho hai anh xem ạ. Em đến đó được. Dạ. Rồi, hai anh mở đi. Rồi, anh mở nha. Đây quà chung đúng không? Quà chung ạ. À, hình vẽ, ai vẽ? Dạ, cái này là do bạn của em nhờ bạn của em là em lấy hình ở trên mạng. Xong rồi em về em nhờ bạn của em vẽ lại. Cũng có một chỗ vài nét của em, thực sự em không vẽ được cái đấy. Nhưng mà cái này là tình cảm của em dành cho hai anh ạ. À, đẹp quá. Nhưng mà anh với Thành hơi lên ký hả? Dạ, mà sao tụi em để nọng rõ vậy? Nó, ủa, nó có mập hả? Không, có nghĩa là bản thân nó cũng không mập tới mức độ này. Dạ, có những cái mình nên lược bớt cho người ta đó. Chẳng hạn như con mắt anh thì em lược bớt, còn cái nọng anh thì em để dư ra. Thế thương tụi anh dữ vậy trời, hai cái mặt nó tròn vình vậy nè, như hai cái bánh bông lan. Rất là đẹp, thiệt sự rất là đẹp, và có hồn nữa, rất là có hồn luôn. Có cái hơi mập. Rồi, mời lên sân khấu nè, mình trò chuyện tiếp nè. Dạ, từ từ thì nỡ rồi, em gửi rồi. Cho em chữ ký vào đó luôn. Đã ký xong trả lại nè. Dạ, đây là món quà em gửi hai anh xem thôi. Phân tích quá trời phân tích. Không phải. Đây, tại vì đây là cái hình này nó vẫn còn thô. Đừng nói gì thêm nữa. Mình kiếm ra cho Thành, kiếm bên đây nha. Hồi nãy nó đưa một tấm, tôi định hỏi nó rồi giờ không sao, không lẽ chẻ tấm hình ra làm đôi cho hai đứa, đúng không? Giờ chia làm sao? Nó lấy lợi luôn. Thời gian 60 giây bắt đầu. David lại đây. Em có một món quà bất ngờ dành tặng cho anh. Hôm nay chúng ta sẽ được gặp thần tượng. David, ai kia? Đúng rồi. Thế còn đây, đây là ai? Biết. Trường Giang. Trường Giang. Đúng rồi. Yeah, good day. Thế còn đây là ai? Ngô Kiến Huy. Cười bắp. Cười bắp. Không phải cười bắp cái này cơ mà. Ngô Kiến Huy, good day. Cười bắp. Tiếp. David, 1, 2, 3. Yo. Không phải, lại coi lại. 1, 2, 3. Bà hỏi chúng là bị khương. Hết thời gian rồi. Bạn này là ai? Đây là bạn diễn tụi em, thì em có biết bạn này thông qua bạn của em là trong câu lạc bộ tiếng Anh ạ. Bạn tên gì? What's your name? Devin. David. Devin. Okay, where you from? Campuchia. Campuchia, huh? Yeah. America. Okay, có triệu chứng luôn nha. Nhưng phải người Mỹ là không có đâu nha. How long have you been living here? Năm năm. Oh, that's good. Yeah. What are you doing here? Let's see.
teaching English, so dạy tiếng Anh. Uh-huh. What do you do here? Oh, yeah, watching you. Okay. Thí dụ mà nãy đâu có vui thì đang chân thành. Đừng có đi ra nghỉ nha. Trường Giang, yeah, yeah. Không tôi quên. Thí dụ vậy, thấy không? Hay là chân thành, Trường Giang. Anh Đức. Không, anh Đức xấu lắm. Thí dụ vậy, thấy không? Hại người ta. Chứ tự nhiên Ngô Kiến Huy là Ngô Kiến Huy cùi bắp mới nó nhẹ quá, đúng không? Hay là bạn hay là vừa là cùi bắp. Thí dụ vậy, hay cái thứ ba, đừng có Ngô Kiến Huy mà chân thành, Trường Giang, cùi bắp. Thí dụ vậy thì nó sẽ dễ thương hơn. Ngô Kiến Huy rồi thì cùi bắp vì nó bình thường. Hơi tiếc chút xíu, nghi quá. Nghi vậy, nghi ca này quá. Nghi thì hỏi liền, tay người ta họ thẳng tính lắm. Dạ thôi, thường em nói rồi, những cái ôm tạm biệt mới vô tặng quà ôm. Giống như thủ tục á. Thủ tục trước khi đi xa, người ta thường ôm chào tạm biệt, ký tên tặng ảnh được. Dạ. Ê chà, uổng quá, tại dễ thương. Nói chung là we're so happy when you be here. Yeah. Very happy, yeah. Thank you for coming to the show. Yeah, thank you for coming to the show. Okay. Keep teaching. Keep Okay, thank you. See you next season. Yeah, see you next time. Yeah, see you next time. Yeah. Do you want to add me on Facebook? Add you? On Facebook, on yeah. My Facebook? Yeah. I don't have a Facebook. I have a fan page. A fan page? Yeah. Wow, must be lonely. Yeah, very lonely. I'm waiting for you to feel my heart. Excuse me, you single or married? Today I am not married. Okay, I'll say you're single. I have a good introduce. You know what? If you're single, I gotta introduce you to somebody. No. Có thể. Facebook luôn, cho Facebook luôn. I give you the Facebook. He's famous. His name is Anh Đức. No. Sao? No. If you want a girl. If I want a girl. Yeah, and her name is Lê Giang. Yeah. You have two options. You have two options. Anh Đức or Lê Giang. You choose. So beautiful. Anh Đức very handsome. Lê Giang very thẩm mỹ. Yeah. Ok. Chắc suy nghĩ định chọn Long Nhật hay gì á. Yeah. Ok. Merci. 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 Thank you. Uh-huh. Yeah. This way.